Zelo cho các bạn nha. Ok, hello chào các bạn nhá. Xin chào cả nhà. Ok các bạn nhá, hôm nay thì cũng rất là vui, cũng không biết là như thế nào nữa, trong người đấy là vui các bạn ạ. Bởi vì là hôm nay là có một cái mình tạm gọi là xem một vị khách đấy. Đi sang đây du lịch. Rồi là cũng kèm theo một cái số hoạt động của bạn ở bên này nữa. Thì là mình thì là sẽ là nhận cái trọng trách là sẽ đưa bạn Nhân nhà Đức Nhân giới thiệu các bạn là Đức Nhân sẽ đi khám phá du lịch châu Phi, rồi là các cái hoạt động từ thiện của Nhân ở bên châu Phi này nữa các bạn ạ. Thì nhóm anh em ở trong team thì cũng biết tới Nhân cũng rất là lâu rồi, về cái hoạt động từ thiện của Nhân ở bên Việt Nam là cũng rất là mạnh. Nhà Nhân ở bên ở Việt Nam em cũng đi được rất là nhiều nơi đúng không? Dạ, em thì em làm ở Việt Nam nhiều rồi, à, lại đi nhiều nơi nhà. Anh theo dõi em thì là anh thấy em đi thì ở Lai Châu à? Dạ, Lai Châu rồi là vừa rồi thấy anh thấy ở trên Sapa đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ở trên Sapa nữa các bạn ạ. Dạ. Em thì đi là, cũng khá nhiều ạ. Thì là bạn Nhân là cũng đã liên lạc với cả bên team châu Phi là cũng từ đợt tháng 3 là muốn sang đây, mà bây giờ thì mới sắp xếp được cái thời gian để Nhân sang bên đây cùng với anh em. Dạ. À. Giờ mới là cái dịp gặp nhau rồi. Tháng 3 là năm trước ạ. Đấy, năm vừa rồi đấy, tháng 3 đấy, bây giờ là tháng 9 này thì tháng 3. Thì đợt đấy là anh cũng thấy gì đấy? Ui giời. Rồi ok các bạn nhá, thì là Nhân sang bên này sẽ đi du lịch những đâu, làm những công việc gì thì là các bạn là cùng theo dõi kênh của mình để biết thêm được mọi hoạt động của Nhân ở bên này nhá các bạn nhá. Rồi Let's go. Cảm ơn, nói chung là cảm ơn anh Tiến rất là nhiều, rất là nhiệt tình cả nhà. Thì anh Tiến đang hướng dẫn như kiểu hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch đấy. Rồi anh Tiến nghĩ đến vấn đề là mình sẽ mở một công ty du lịch ở bên nước này để cho mọi người đến vừa làm từ thiện và vừa đi khám phá ở bên châu Phi này không? Có, bọn anh đang dự định và đã bắt đầu dần dần là triển khai rồi. Đấy. Và đang hiện lại đang cũng có rất là nhiều người đang muốn sang bên này, là cũng thứ nhất là cũng muốn làm cái việc thiện ở bên này. Cái thứ hai là cũng muốn đi khám phá ở đất nước châu Phi, ở châu những nước châu Phi là điển hình là Angola này các bạn ạ. Nhưng mà lần tới là ở dưới này là nên có một bạn nữa nhá. Em đang hoàn thiện. Mọi anh em đang hoàn thiện để bổ sung để làm sao là có mọi người có một cái chuyến đi tốt nhất đấy. Vì lần này như chị Nhân là xuống đây là một mình là nữ, thành ra là em là chạy theo một ngày để cho chị Nhân làm quen dần. Xuống đây hơi bỡ ngỡ nên lần sau là kiến nghị có một bạn nữ nhá. Ok. Ví dụ như em cũng được. Rồi ok các bạn, thì là cái món quà của Nhân gửi tới cho đây đây thì là món quà 300 cặp sách cho 300 em hiện đang đi học. Đang học đây, và 1.000 bút cho các em, 2.000 quyển vở. Rồi là có thêm 500 cuốn sách này dành cho các em để bản thân học được các em ở đây. Rồi ok các bạn nha, thì là mình đã đưa Nhân tới một cái trường học của Hùng Kaka. Bạn Nhân là cũng tặng các cái món quà để cho các em bắt đầu, đúng là cái dịp là cái đầu năm học mới luôn các bạn ạ. Đây là những cái phần quà của bạn ấy đưa đến, bao gồm là đây, phần quà của bạn ấy là bao gồm là 300 cặp sách đấy, 300 cặp sách, rồi là 1.000 bút bi, rồi là 2.000 quyển vở. Thôi kể
500 chiếc thước kẻ nữa để các em tha hồ dùng vào trong cái dịp năm học mới. Đây, đấy, hiện tại anh Tiến đang tiếp vị khách thứ hai của tour du lịch. Tour du lịch thiện nguyện các bạn nhé. Ok, đấy, cũng nhờ cả anh Tiến cả, để anh Tiến sắp xếp. Ok các bạn nhé, hôm nay thì là sẽ bước sang ngày thứ hai. Tôi xin đi cơm để ăn nó miếng thịt. Nhân ở bên này thì đây anh em bắt đầu là ăn sáng. Ăn sáng để bị đưa nhân đi để tiếp tục gọi là một cái công việc nữa của nhân trong cái ngày thứ hai các bạn nhá. Đây. Sáng ra hôm nay thì là sẽ có cái đặc biệt hơn đấy là có nhân vào bếp nấu ăn sáng cho anh em từ sáng sớm. Từ sáng sớm. Đấy, có ăn buổi trưa luôn anh ạ, chuẩn bị cả buổi trưa rồi. Có một số lấy cho ăn luôn cho anh hai. Lấy cho lôi. Lôi luôn. Lôi à? Ừ. Lôi cái này cay không nào? Em đổ bánh xèo cho lôi. Anh hay để lôi bánh xèo. Để lôi bánh xèo đây. Đây em gửi. Nồi kho thịt ăn. Đi cho mọi người đây, đây một nồi kho thịt kho. Từ kho một nồi như này là 10 người ăn đúng không anh? 10 người ăn. Tiếp cả ăn sáng cả cơm ăn với cả bánh xèo, các bạn thấy mix đồ ăn này có tuyệt vời không? Bánh xèo ăn với cơm. Không mà ăn cơm ăn với thịt kho, bánh xèo riêng. À bánh xèo riêng à? Gì mà cái em cho em miếng ảnh. Này anh Linh này. Rồi anh xin. Rồi anh xin, anh xin chân thành cảm ơn. Dạ. Thì ở đây bây giờ giống như bếp, giống như căng tin đó cả nhà. Vô múc cho từng người, như đổ bánh xèo nữa nha cả nhà ơi. Thì ở đây thì mấy anh đây kiểu là đồ ăn đồ uống thì cả ăn là ăn không có phải là như mình, mà dạng như các anh có ăn đại cũng được, ăn mì tôm hoặc là ăn cơm nguội rồi kia cho qua bữa. Thì vô đây như thấy thương quá thì như vậy như chuẩn bị từ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì cả mấy anh ăn thật no luôn. Đến khi ngày Nhân về là mấy anh nhớ đến cái tên Nhân luôn rồi. Anh nhớ là mập lên là nhờ Nhân. Ở đây là mấy anh em chuẩn bị bữa ăn. Các anh em cũng đơn giản, ăn đơn giản lắm. Nồi thịt kho không có cần màu mè gì đâu. Mà bên đây nguyên liệu thì nó cũng đã thiếu, cả nhà nó không có nhiều. Nên là chỉ là nấu cho có ăn nó ngon hơn lúc mà mấy anh nấu thôi. Anh bánh treo đây, qua đây, ở Angola không có đâu nha. Ừ. Có men đi. Chưa mà ăn rồi. Quý à? Quý à. Ngon tuyệt vời. Ngon. Ngon không? Chưa, ngon mắm đó mà. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cha Pepa. Cha Pepa. Cảm ơn cô Nhân đi. Cảm ơn cô Nhân. Cảm ơn quý nhân. Ok. Chưa. Đây, mắm này. Mắm đại truyền đấy. Rồi, ok các bạn nhé, đã đưa được em Nhân tới nhà bác trưởng thôn nhỉ? Nhà bác trưởng thôn với cả tí nữa sẽ đi thăm các cụ già neo đơn đúng không? Yeah. Cụ già neo đơn ấy, đây là sẽ cũng có một chút quà dành cho các cụ, yeah. Để mình gọi là các cụ, động viên các cụ, để động viên, yeah, các cụ sống 100 tuổi thôi. Đấy. vừa thôi, 95 thôi. Thì đang dừng. Đấy rồi ok, bây giờ là Azuda Vaitira để cho bác trưởng thôn tí ra. À, bác trưởng thôn chẳng là đi quay thôi. Đây là vào thăm bác trưởng thôn trước nha các bạn nhá. Đấy các cái hành trình Nhân sang bên đây đi vừa đi du lịch này là vừa đi làm cái công tác thiện nguyện của cá nhân của Nhân ấy thì là cũng sẽ đều được là như mình và tất cả anh em ở trong team là hỗ trợ hết mình, không phải riêng cá nhân Nhân mà tất cả những ai mà đã sang đến bên đây cùng đồng hành cùng với team Châu Thi là cũng sẽ nhận được một cái hỗ trợ hết mình luôn nha, dạ, các bạn nha. Hết mình luôn. Cả nhà cứ qua đây đi nha. Nếu mà cả nhà có cái sở thích đi khám phá và đi những cái nơi mà dạng nó hẻo lánh và nó khó khăn như này thì hãy thử đến nước Châu Phi và đã có, đừng lo lắng gì hết, là đã có anh Tiến và Tem Quang Linh hỗ trợ hết mình. Hỗ trợ, nói chung là hỗ trợ lắm. Nói chung là những bạn nữ qua đây càng được mấy anh hỗ trợ nữa. Nói chung là mọi người đi sang đây là đất nước, một đất nước rất là xa xôi.
nó cách 1/4 trái đất các bạn ạ. Khi mà có một người sang đây mà thăm anh em, mà sang tận nơi thăm anh em ở bên này, thì thực sự ra là bên bọn mình cũng rất là cảm động và rất là vui đấy, rất là cảm động, rất là vui. Rồi đây nha, ok các bạn nha. Đã đến dẫn nhân đến thăm bản ở Hùng Ca Ca đây, thì là đây là cái một trong những cái giếng nước mà của Mạnh Thường Quân đầu tiên trong của Mạnh Thường Quân gửi anh Hùng, là anh Hùng đã làm giúp người dân nơi đây là cái giếng nước đầu tiên đấy. Đấy là bây giờ toàn bộ người dân sử dụng nước sạch ở đây là để sinh hoạt đấy. Đây có nước sạch luôn cả nhà nha. Thử không anh? Đây. Đấy, đi du lịch là được tham quan ở giếng nước nhé các bạn nhé. Rửa. Rồi. Đấy. Đấy. Mát lại luôn, trong văn vắt luôn. Em đẩy nha. Đấy. Đấy, cái nhà đây đi. Trong văn luôn. Rửa mặt luôn anh. Nước này uống được mà. Uống được luôn cả nhà. Nó được không, không mùi như ở mình đâu. Đấy. Nào, rồi đi thôi. Đẩy thế thôi nhỉ? Đẩy chứ đâu. Bỏ xuống này. Bỏ như thế này xuống hả? Dạ. Đánh cái này không? Đánh này lấy gì ạ? Để họp hốn này. Đánh là họp đấy. Đánh cả đấy. Bông đi à. Cái này nó khó khăn nhiều. Thật sự là ở đây thật sự là nó là khó khăn, cực kỳ khó khăn. Đây các bạn ạ, à, Hùng ơi, cái máy sát mọi người tặng để nhà bác trưởng thôn luôn à? Để nhà bác trưởng thôn này, đây bao cân xảy là xảy mà. Đây là cái máy sát này, cái nhà máy xay bột ạ. Cái máy xay bột xay ngô là cũng có người tặng bởi bản nơi đây, thì là để ở nhà bác trưởng thôn luôn. Dạ. Để cho tiện là mọi người đến đây xay sát. Dạ. Đấy. Ai cân xảy là đến xảy. Dạ, người ta tỉnh ngay nha. Rồi, mình đi vô trong đây. Đây cả nhà ơi, mình bắt đầu mình anh quay đi căn nhà nha, đi nhà nha. Thì đây là những ngôi nhà. Đây là căn nhà của bác trưởng thôn, đầu tiên mình sẽ vô nhà của bác trưởng thôn trước nha cả nhà. Ở đây để đây. Ghế này. Dưới kia mình xin mà. Đây là phần quà của bác trưởng thôn nha các bạn nhé. Đây là nhà. Và bây giờ là mình cũng sẽ đưa nhân gọi là tham quan toàn bộ nhà của bác trưởng thôn để xem cái cuộc sống của người dân ở nơi đây như thế nào. Dạ. Đấy, đầu tiên là giới thiệu là về mình được du lịch nha các bạn nhé. Dạ. Thì đây là nhà chính này. Dạ. Mình sẽ tham quan nhà chính trước. Rồi, dạ. Ok. Xin mời. Xin mời. Vô được không anh? Vào đây mà đi, vào bác rồi mà. Vào trong này cần ánh sáng rồi. Chưa ánh sáng rồi cả nhà. Ở đây người ta không có điện anh, vẫn chưa điện. Đấy, chưa điện. Đấy, trong nhà. Vẫn có tủ lạnh nha, vẫn có tủ lạnh nha. Đây, rồi ok. Tủ hư, tủ hỏng đấy. Đây là phòng khách nhà bác trưởng thôn nhá. Các bạn nhá. Đây. À, xin mời camera là quay một vòng. À, các bạn có thấy đường không? Ừ. Nhà nhà hơi tối thì có nhà cũng thông cảm, tại đây không có điện á. Đấy. Nhà của bác trưởng thôn đấy. Đấy, nhà bác trưởng thôn đây là các ô, cái này hôm qua cất về đây à? Không phải đem về nhà chứ. À. Để bác có quản lý để nhà mà, rồi thầy giáo là con trai của bác trưởng thôn mà. À thế à? Đấy, nhà thầy giáo là bên cạnh bên đây. À. Ừ. Ừ, ok nhá các bạn, đây là phòng ngủ của bác trưởng thôn thì bác thôi. Đây, cũng gọi là giữ ý một chút xíu. Đây, đây. Bên này cũng phòng ngủ. Alo. Đây cũng phòng ngủ luôn nhá, phòng ngủ của bác thì thôi. Thì sẽ ra mình sẽ đi tham quan nhà bếp. Đúng rồi. À đây là kho này, bếp này, đây là để kho chứa lương thực đây này. Xin mời camera. Đấy, đấy cũng là các vận dụng đơn sơ thôi. Đấy, cũng có bộ song nồi kia là ở đây là cũng là được mọi Mạnh Thường Quân là cũng tặng ở đây cũng rất là nhiều đúng không anh? Gửi anh Hùng tặng đúng không? Song nồi đấy. Song nồi đấy. Xô chậu các thứ. Rồi. Dùng cá nhân. Rồi dùng cá nhân. Thì ở đây thì nhà bác trưởng thôn thì nói chung là cũng nói về mặt thiếu thốn thì bác trưởng thôn có thiếu thốn. Nhưng mà để mà coi chút mình qua những cái nhà kia như thế nào chứ. Đây, tại nhà giới thiệu với em đây là nhà bếp. Nhà bếp. Đây, vào trong bếp đây. Đấy. Đây là chỗ ngồi nấu cơm này, đây em ngồi đây, em ngồi bên này cho cao. Đấy. Đấy. Đây là chỗ ngồi nấu cơm nha. Đây là nấu khu bếp nấu cơm này. Đây là gì nhỉ? Củi. Củi để dự trữ nấu cơm đây này. Dạ. Đấy.
Thì hầu như ở bên này thì tất cả các nhà thì cũng xem như thế này. Dạ. Cuộc sống của họ như thế này. Đây là các cái kiềng này. Các cái kiềng này là các anh cũng hàn tặng lên này. Đấy, các anh cũng hàn tặng lên này. Dạ. Nhưng mà các bác vẫn hay sử dụng cái này. Khi nào mà có cỗ đông người thì mới sử dụng đến cái kiềng. Dạ. Ừ. Đấy, bề kê ba hòn đá là ok. Dạ. Đấy, người ta vẫn khi mà chưa có máy sát, máy xiếc thì là vẫn dùng cái dụng cụ gọi là bằng tay ấy. Ở Việt Nam mình vẫn dùng ấy. Dạ, Việt Nam mình còn dùng không biết. Ừ. Đấy. Việt Nam mình chắc giờ hết rồi. À, giả như thế. Giả chày khuya để ngày đi chơi đấy. Dạ. Là có nghĩa là người là sao? Là gì vậy? Thì buổi tối là buổi tối là giả chày đấy để ngày đi làm đồng làm điếc đấy. À, thì là có nghĩa là người một người giả, một người giả, hai người giả. Một người giả đấy. À, bán ngay là phải đi làm nướng. Lập lương. Tối về mới giả thôi. Tối về mới giả. Công việc. Chứ là cái này chỉ dành buổi tối, nhưng mà tối giả nó bắn đâu mà. À. Cái này chỉ anh dã thôi. Anh dễ coi. Ok các bạn nhé, bây giờ là mình sẽ sang bên nhà bác nhà thầy giáo. À, nhà thầy giáo đấy, con trai bác Trần Thốn đấy. Nhà thầy giáo. Trong vườn đấy mà. Đấy. Thì hôm nay đây, nhà thầy giáo đây. Hôm nay đây cũng là trời đổ nữa cái nhà, không có nắng không có gì hết. Chứ thật sự mà đi mà nắng thì cũng hơi cực, nhưng mà đi trời hôm nay không có nắng. Bon dia. Bon dia. Yeah. Paso que tu visita a casa de profesor. Sí, sí. Ah, está todo bien, ¿eh? Sí, está todo. Ok. Đây, thầy giáo hôm qua đó. Thầy giáo qua đấy, ở trên bục giảng đấy. Hôm qua thầy mặc com lê, ca la vát thì bảnh hơn ngày hôm nay. Hôm nay là các cháu... Hôm nay là đang kiểu chưa có cá đấy, về nhà đang chưa biết dậy à. Đây nhà đang hôm qua thầy mặc rất là đẹp trai. Hôm nay là đang tiện của cô giáo ở dưới đấy. Vậy hả? Nhà cũng đơn sơ. Nhà đơn sơ. Ngôi nhà đơn sơ. Ôi, cái máy may cổ này. Tao ra bên. Sì, sì. À, đấy. Thầy giáo là thợ máy mà. À, thầy giáo thợ may luôn. Thầy giáo Kim ở thợ may luôn. Kim là thợ may luôn. Đấy. À, ok các bạn nhá. Thì hôm nay là mình chỉ quay đến cái phần giới thiệu ở nhà bác trưởng thôn thôi. Còn 5 nhà các bà còn lại thì là sẽ là nhân quay trên kênh của em. Dạ. Đấy. Thì mọi người mà muốn xem video đó thì cả nhà vào kênh của vợ chồng nhà Nhân. Thì cả nhà xem video là Nhân sẽ tới từng nhà các cụ và sẽ chút nữa là có vào nhà, có thể là quay video nhà của các cụ bên này có thật sự là khó khăn như là mình đang nghĩ hay không nha. Thì cả nhà vào kênh vợ chồng nhà Nhân và cả nhà nhớ là phải đăng ký kênh cho kênh anh Tiến và đặc biệt là kênh Quang Linh Vlog và cả tem của anh Linh đi nha. Hùng Kaka, kênh Hùng Kaka. À, anh Hùng vào đây. Đã đăng ký tem cho kênh cho anh Hùng Kaka. Anh Hùng này là một cái phần quan trọng, rất là quan trọng trong cái bảng này nhờ. Rất rất là quan trọng. Có ngày hôm nay bạn có được ngày hôm nay, có được cái máy nước hoặc là có được cái máy mà để xay bột. Từ khi có anh Hùng là bà con ở trong bản là cũng đầy đủ hơn rất là nhiều. Dạ, đấy. Đỡ hơn rất là nhiều. Thế nên là bây giờ là mình xin phép kết thúc video tại đây nhá. Rồi. Ok. Ok. Chào các bạn.